Dakiatech xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Dakiatech xin giới thiệu đến quý khách hàng về bộ UPS song sinh có công suất 1000 VA. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thông số cũng như cấu tạo của bộ UPS này nhé. Đầu tiên, Dakiatech sẽ giới thiệu đến quý khách hàng một vài thông số kỹ thuật cơ bản của bộ UPS song sinh này. Thì đối với bộ UPS song sinh này sẽ có công suất là 1000 VA 700W, với điện áp đầu vào ra là 220 VAC, tần số 52Hz, điện áp DC ắc quy là 12V. Và bộ lưu điện song sinh này được thiết kế với tông chủ đạo là tông màu đen, thiết kế rất chắc chắn với khối lượng 8,5 kg cùng với kích thước 350, 290 và 180. Và đặc biệt là có thời gian chuyển mạch cực kỳ thấp, 0,01 đến 0,06 giây. Lưu ý về bộ UPS song sinh này là sản phẩm sẽ chưa kèm ắc quy. Về cấu tạo cơ bản của bộ UPS song sinh này thì ở phía trước nổi bật sẽ có một màn hình LCD hiển thị cùng với một công tắc on off. Đối với cấu tạo phía sau của bộ UPS song sinh này sẽ bao gồm có một ngõ ra AC, một ngõ vào AC. Tiếp theo đây là hai dây đấu với ắc quy tương đương. Ký hiệu trừ dây màu đen là cực âm, ký hiệu cộng dây màu đỏ là cực dương. Phía trên là có một CB dùng để đóng ngắt ắc quy. Cuối cùng sẽ có một cái quạt tản nhiệt dành cho bộ UPS này. Điều lưu ý khi sử dụng bộ lưu điện UPS song sinh này là đầu tiên là không đấu hai dây ắc quy ngược cực. Tiếp theo, không để hai đầu dây đen và dây đỏ chạm nhau khi UPS hoạt động. Bắt buộc thực hiện đúng quy trình vận hành như trong manual hướng dẫn. Không đặt UPS song sinh ở nơi có nhiều côn trùng, độ ẩm cao hoặc bụi bặm. Ngoài ra, đối với bộ UPS song sinh này có rất nhiều ưu điểm phải kể đến như sau. Đầu tiên đó là tính năng ắc quy rời. Vì thế chúng ta có thể linh hoạt thời gian sử dụng dự phòng tùy theo mục đích sử dụng và nhu cầu vào kinh phí đầu tư. Tiếp theo là sử dụng công nghệ inverter tiên tiến cho chất lượng điện áp ngõ ra chuẩn song sinh tinh khiết, vì thế sẽ đảm bảo cho độ bền các thiết bị điện điện tử. Thứ ba là có tính năng sạc bình ắc quy thông minh với 3 chế độ cho ắc quy đạt độ bền tối đa, hạn chế nóng bình, phù bình, chai bình, và quá trình sạc diễn ra hoàn toàn tự động, không cần phải giám sát hay điều khiển bật tắt. Thứ tư là tính năng bảo vệ quá tải, quá nhiệt, quá áp, sụn áp và cạn bình. Và cuối cùng là tự xả ắc quy khi không bị mất điện trong vòng 1 tháng. Vì thế bộ lưu điện cũng được dùng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt phải kể đến là trong nhà yến và gia đình như hệ thống đèn, quạt, tivi, máy tính. Ngoài ra còn có hệ thống camera, an ninh, các tủ phòng cháy chữa cháy, điều khiển báo cháy hoặc là tủ quan trắc môi trường. Vừa rồi Dakiatech đã giới thiệu đến quý khách hàng về bộ UPS song sinh có công suất 1000 VA. Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần mua sản phẩm hoặc cần được tư vấn, hãy liên hệ với Dakiatech thông qua website dakiatech.com hoặc số điện thoại 034 3535 797. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.